Rồi, rồi xin mời nông dân. Nay có mấy cái ý, nói chung thì ý này cũng không có phải là ở đâu ra. Thì trước tiên là nói cái ý ở chỗ anh nãy anh đưa lên cái phần mà cái tình hình Dạo. của mình hiện nay, cái tình hình của đất nước chúng ta đang gồng mình lên chống dịch Covid hiện nay. Thì đối với một cái người Việt Nam, Việt Nam máu đỏ da vàng, Việt Nam chân chính, thì luôn cảm thấy là cảm thấy rất là buồn, rồi cảm thấy nó rất là lo lắng, cảm thấy rất là bồn chồn đó. Để về cái vấn đề về tương lai, về cái vấn đề kinh tế, về cái vấn đề vận mạng của đất nước, vận mệnh của cái quê hương đối với một cái đại dịch mà cả thế giới đang gồng mình. Thì Việt Nam chúng ta khi nói là ăn cơm Việt Nam, uống nước Việt Nam, nói tiếng Việt Nam và sống ở đất nước Việt Nam, thì khi đất nước lâm nguy thì một người Việt Nam yêu nước không có ai mà có thể hờ hững với một cái tình hình đất nước đang xảy ra. Đấy. Thì em nghĩ có những người họ cũng là người Việt Nam, họ từng ăn cơm Việt Nam, họ từng uống nước Việt Nam, và cái ngay cả khi họ còn ở trong đất nước nhưng mà họ vẫn quay lại, họ thờ ơ trước cái đại dịch, gọi là trước một cái khó khăn thách thức của đất nước. Cái con người đó không biết họ họ mở miệng ra họ nói tiếng nói Việt Nam, họ có cảm thấy mà họ xúc phạm đến là ông bà cha mẹ họ không? Họ không biết họ nghĩ là cha mẹ ông bà họ có đau lòng hay không. Và ngay kể cả có những người mở miệng ra những câu nói là quy chụp Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia, trong khi á phải chi cha mẹ nó là người Mỹ, thì nó nói á thì thôi đã đành, cái thằng Mỹ thì nó không thương Việt Nam mình, thôi đã đành. Còn một cái thằng mà nó nói tiếng Việt, mà nó nói tiếng mẹ đẻ luôn mới ghê. Mẹ nó là người Việt, đẻ nó ra là người nói tiếng Việt, mà nó mở miệng ra, nó quy chụp lên đất nước, lên quê hương, và nó cho là người Việt Nam thế này, thế nọ, thế kia. Nó cảm thấy vui mừng khi đất nước lâm nguy. Cái con người đó không biết có phải là con người Việt Nam hay không. Thiệt chứ, theo em thì em thấy những cái đứa đó mà nó mở miệng, nó đi ra ngoài thế giới, mà ra ngoài quốc tế, người ta hỏi nó chứ bạn từ đâu đến vậy, bạn ở đâu vậy, tôi I am Việt Nam. Trời ơi trời, có nhục hay không không biết nữa, không biết có nhục nhã hay không mà vỗ ngực xưng tên tôi là người Việt Nam, khi mà tôi đang chửi về quê hương đất nước, chửi về quê cha đất tổ, và Rồi. gần nhất là quê mẹ. Nó chửi về quê mẹ hàng ngày luôn mà nó vẫn mở miệng ra tôi I am Việt Nam, tôi có còn tôi vẫn còn là người Việt Nam, mặc dù tôi đi qua Thái, qua Mỹ, qua đâu đó, nhưng mà tôi vẫn là người Việt Nam. Và chứng minh với các bạn là tôi luôn luôn tối tối tôi lên diễn đàn tôi chửi về Việt Nam hàng ngày. Thiệt chứ, nó sỉ nhục mẹ nó. Mẹ nó hồi đó mà đẻ ra những cái đứa như vậy, không biết mẹ nó có tính trước hay không. Cũng như nói câu này hồi nãy á, có một cái câu comment thì em thấy là nói với ông Nguyễn Quang A trước kia là đảng viên gì của nhà nước mình phải không? Đúng rồi. Vậy nếu ngày nay ông Nguyễn Quang A ông quay lưng lại với đất nước, với quê hương, với đảng, với nhân dân, vậy là cái đó là bây giờ quy chụp là ông Nguyễn Quang A là do đảng đào tạo hả? Ủa, công nhận một cái sự mà một cái sự quy kết mà nó ngu chưa từng thấy. Ông trời, cha mẹ thường hay nói, người ông bà mình xưa thường hay nói, cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Có cha mẹ nào mà dạy con mình đi ăn trộm ăn cướp không? Có cha mẹ nào mà dạy con mình nó chửi ông nội, ông cố, ông sơ nữa không? Thì cái ông thầy á, cũng luôn luôn dạy cho học trò là phải biết yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu Rồi. cha, yêu mẹ, yêu anh, yêu chị. Nhưng mà cái thằng nó đã ăn cơm nhà nước. Đấy, nó lớn lên trong cái sự mà đùm bọc của đất nước, của quê hương, và có người dạy dỗ cho nó
biết được chút ít cái sự hiểu biết vậy mà nó quay lại, nó quay lưng với quê hương đất nước, để rồi cho cái bọn mà cùng phe cùng phía với nó nói là đó là sự đào tạo của đảng. Ủa, cha mẹ đẻ con ra, cha mẹ đâu có muốn con cái mình trở thành một cái đứa hư đốn. Đúng rồi. Thì đảng và nhà nước đào tạo ra những cái người như vậy cũng đâu có muốn họ mà để quay lưng với đất nước, quay lưng với quê hương. Đó chỉ là một thành phần số lượng nào nhỏ bé thôi, nó vì cái lợi tư, vì cái lợi cá nhân của bản thân nó nói thẳng nói rõ luôn là vì cái đồng tiền trước mắt thôi, vì cái đồng tiền mà nó che kín cái che mờ con mắt. Và những cái gì mà em nói đó, trên trên cái cuộc sống này, những cái gì mà nó không đi bằng chính đôi tay chính bàn chân của mình làm ra thì bảo đảm cái đó không bền. Hiện nay ở trên mạng mà giới trẻ trẻ nó có vấn đề mà chia tay đầu quà, chia tay không đầu quà đó. Đấy. Rồi bây giờ em quay lại xưa hơn chút xíu nữa nè. Chia tay đòi quà, ok. Chấp nhận. Tôi chấp nhận đó. Nhưng mà bà mẹ nó, cái thằng mà nó lấy tiền á thì không đòi cái thằng đó, mà là đòi cái thằng không lấy tiền. Anh thấy vô duyên không? Thí dụ như bây giờ á, lấy tiền cho cái thằng 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 B thì đòi tiền ngay thằng B. Tại sao mà sau khi chia tay với thằng B qua đòi tiền thằng A? Là nhà nước mình mới trả trả nợ cho Việt Nam Cộng Hòa đó. Đúng Đấy, rồi. anh Mỹ đó. Anh Mỹ anh chia tay anh đòi quà đó. Đất nước mình vẫn gồng mình lên để trả. Rồi. Đất nước gồng mình lên để trả nợ cho cái bọn mà nó mở miệng ra là yêu quốc gia, yêu quốc gia gì? Quốc gia gì? Danh dự gì hả? À, danh dự quốc gia mà nó chà nó đạp như thế, rồi danh dự quốc gia. Rồi á khi mà nhiều cái mà em thấy cái điều này nữa nè. Nhiều cái thành phần mấy chục năm rồi chống phá quê hương đất nước, và cũng có những thành phần gọi là không còn gì để mà cái bọn bên kia nó lợi dụng nữa đó, nó dắt chanh bỏ vỏ đó, lê lết đầu đường xó chợ homeless, mà cái bọn sau này nó không thấy, nó không thấy. À, ví dụ như là cái bà đi lụm lon ở bên Mỹ đó, Của cái đấy đàn. một cái nhân vật cũng có tên có tuổi, luật sư rồi ha, đó ở trong nước mình làm luật sư không muốn, đi qua nước người ta đi lụm lon. Rồi bây giờ cái ngày những ngày sống khổ cực vậy thôi, người ta suy nghĩ lại đi, quay lại với quê hương đi đó. Nhà nước mình cũng mở rộng ra để mà mở rộng ra là để đón những người con nó quay về với gia đình. Thật sự cái đạo đức, cái văn hóa, cái cách ứng xử của người Việt Nam của mình là quá tối ưu, không chê vào đâu được nữa. Luôn mở rộng vòng tay, nói ở cái lĩnh vực gia đình, con nó có hư đốn, nó có sai cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cha mẹ luôn mong mỏi con về. Nó có hư thân mất nết, nó đi ra ngoài nó nghe lời ta xúi giục gì đó, nó bỏ cha bỏ mẹ, nó có ăn có uống rồi nó bỏ cha bỏ mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng mong con quay về. Hoặc giả là nó thân sơ thất sở, cha mẹ cũng gắng tìm đường liên lạc để mà cho con quay về. Còn đằng này những cái người mà mang cái nhãn mác danh dự trách nhiệm gì mà không biết thương cha thương mẹ thương quê hương đất nước, quay về toàn chống phá không à, cho nó về, nhà nước mở ra cho về, cha mẹ mở ra cho về, tưởng nó về nó làm gì, nó quay về nó kiếm cửa rồi nó chống phá nữa. Những người ở lại người ta xây dựng thì nó không biết thương, nó không biết quý, nó còn lôi kéo thêm một số đứa ngu muội ham tiền đi theo. Tiền của mình tự làm ra, tài sản của mình tự làm ra, thì cái đó mới là cái diễn bền, cái gọi là tự tự lực về cái tài chính kinh tế. Ai cũng vậy, trong cái vấn đề tình yêu cũng vậy, hai đứa yêu nhau một trai một gái, người con trai có nghề người con gái có nghề, hai đứa kết duyên với nhau mau giàu lắm. Còn
một đứa có nghề còn một đứa thì không có nghề nghiệp, chân nó chờ cái người chồng chu cấp. Thì một thời gian sau hai đứa làm ăn lỡ mà gặp gọi là khúc mắc gì trong đời, bắt đầu cái kinh tế nó suy sụp rồi dễ tan dở lắm. Còn hai đứa cùng làm, tự lực tự cường, tự lực cánh sinh thì nó mau. Việt Nam mình em thấy cũng cái điểm đó, xây dựng từ ở cái tính cách, cái nhân cách, cái nhân văn của con người Việt Nam mình mà đi lên. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, mình thấy tự lực tự cường, không nhờ vả thằng nào hết. Tôi mượn tôi trả, tôi vay tôi trả. À, nợ tiền nợ bạc trả được, nợ ân tình khó trả. Cái ứng xử trong cuộc sống của mình nó cũng vậy đó. Còn nếu Đúng rồi. mà lỡ mà có dính dính dáng vô chút đỉnh tiền, chút đỉnh bạc đó hen, trời ơi là trời, khó lắm luôn á. Người ta nói thắng về kinh tế thì nó mạnh về chính trị. Mày lỡ hôm qua hôm kia mượn nó là vài chai đi, bữa nay nó làm gì chật chật á, làm gì sai á, giờ nói làm sao thì cũng nói nhẹ nhẹ. Chứ giờ mình lỡ mượn tiền của người ta, không lẽ mình lỡ mình nó thẳng mặt làm ta sai, mà thí dụ như người ta không nhận sai chăng nữa, mình cũng là cái thằng thiếu nợ, mình là thằng dưới người ta, sao mình dám góp ý người ta mạnh à. Nó mới cho mình mượn tiền gột đây mà giờ mình nói nó sai cho được không được. Nhiều khi nói nó sai rồi mà mốt nó không cho nữa thì lấy gì sống. Quay đi quay lại, quay trở về cái ngày hôm ấy, năm 1900 hồi đó đấy, nó dựng lên cái ông tổng thống thứ nhất, nó thấy làm không đúng ý nó, mà lấy tiền của người ta mà làm theo theo ý của người ta chứ, Đúng rồi, làm không đúng ý nó dẹp xuống, quốc quốc cái nó bọc, dẹp xuống. quốc cái À, bọc quốc cái bọc giằng nó dựng lên thằng tổng thống thứ hai. đúng không? Xong Không ổn, thằng tổng thống thứ hai nó coi thấy không ổn, làm không được, nó đáng hạ luôn. Kêu bóp. thằng tổng thống thứ ba lên. À, thằng tổng thống thứ ba làm cũng không xong đấy. Rồi bây giờ nói tới cái bắt đầu tới thằng tổng thống thứ ba là tới 30 tháng 4 gì. Rồi em mới nói thêm một ý này nữa xong rồi em xuống để cho anh Huy lên. Chúng tôi vì danh dự, vì trách nhiệm, chúng tôi sẽ Tuyên bố. chiến đấu với anh em nghĩa quân, nghĩa sĩ gì đó tới hơi thở cuối cùng, tới viên đạn cuối cùng. À, tôi sẽ bảo vệ đồng bào, bảo vệ tất cả, chưa gì hết trơn mà ơi, nó bỏ nó chạy rồi. Thì hôm nay anh thách thức Nguyễn Văn A, hay là thách thức hết cả cái tụi dân chủ cội, hay là anh thách thức cả những cái thằng mà sọc F3, F4 ở phía bên kia, kia nó đã làm không được rồi sao nó làm. Hả, tía nó làm không được rồi sao nó làm hả? Ngày đó đã từng hứa tôi sẽ lo cho đồng bào, tôi sẽ thế này thế nọ, thế A thế B thế C, tôi sẽ tùm lum hết trơn. Nhưng mà Mỹ các viện trợ cái là không nổi. Thì bây giờ mấy cái thằng dân chủ cội á, nó hả họng ra, nó ra rả hàng đêm hàng ngày trên các live, 10 live khuyến mãi 1 live, 10 live khuyến mãi 2 live gì đó. Đó, rồi chia tiền ăn không đều, bắt đầu nó quay ra nó chửi nhau như bầm bầu đấy, đủ thứ chuyện trên đời. Tụi nó chỉ là cái gì, chỉ vì cái cá nhân thôi, cá nhân nó có lợi thì nó làm đó. Rồi. Nó làm mà nó còn 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 bóp trên đầu trên cổ những cái anh chị em của chúng nó nữa chứ. Trời đất ơi, chơi kỳ đó. Vậy Chặt thì thôi. cò đó, còn chặt cò nữa đúng không? Tức là còn chém À, cò đó, nữa mười 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 nó hả? chém cò lại, rồi nó ăn không đủ chia thì nó chửi, nó À, chửi quay là thành ra cãi ra rồi nhau. cái rồi tan nát. Cãi quay ra cãi nhau nó tá lả ầm bình hết trơn, cái nó cãi nhau nó tan cái nhóm này, cái nó gom lại thành nhóm khác, rồi nó cũng lại như vậy đấy. Thì thử nghĩ xem, ngày trước anh em cái này em suy luận thôi nha, ngày trước á, những cái người mà họ cầm tiền rồi họ đổ xuống cho cái thằng thằng lính cầm súng ở dưới đó, họ có đủ đủ không ta? Ông ở trên, ông Mỹ ông đưa tiền cho rồi xong rồi mới phát cho mấy thằng lính, mấy thằng lính nó mới bắn.
Đó, phát nhiều bán nhiều, phát ít bán ít, bị chặt nghỉ hết mẹ nghỉ đâu nghỉ nghỉ phát nghỉ nghỉ, nghỉ phát nghỉ bắn ừ. à, nghỉ phát gì súng đâu đâu bắn, nghỉ phát đạn đâu bắn đó, họ không bắn nghỉ rồi xong dẹp. Thì bây giờ cái tụi này nó cũng vậy, cái tụi này nó cũng vậy là làm mà nó kiếm chút chát, cho nên thách thức cái kiểu đó thì làm sao nó làm được. Cái đôi chân và cái bàn tay của nó không muốn làm, nó chỉ muốn là ngồi không ăn sẵn đấy, nó chặn trên đầu trên cổ người ta để nó ăn nữa. Thì thôi em có nhiều ý đó đó, rồi giờ để anh em mình tiếp tục ha, rồi em trả Ok cái chương trình lại cho anh. Rồi Đồng cảm ơn rồi em. em Đồng ơn em chia sẻ rất là hay à. chào anh, Rồi. chào hết anh chị em nhé. Gì lát lên tiếp nha.